lại, bom nó có chất cháy á, làm cháy. Đây là hình ảnh các mảnh bom vỡ. Quay ngược à? Rồi cái này lúc mình qua đi mình sửa hình. Đây là hình ảnh những cái đô thị của miền Bắc Hà Nội bị bom tàn phá. Đây là hình ảnh nhà máy điện Uông Bí cũng sẽ bị đã bị phá hủy ngày 16 tháng 8 năm 68. Ở đây là xí nghiệp gạch bông Nam Thắng ở Hà Nội, phá hủy ngày 22 tháng 12 năm 1972. Đây là cảng Hải Phòng. Đây là khu vực trưng bày về các bài báo, những cái hình ảnh về các vụ thảm sát ở Việt Nam do quân đội Mỹ và các nước viễn chinh đã thực hiện. Đây là tỉnh Quảng Ngãi. Đây là vị trí của thôn Tư Khung. Trong đây có một nơi trích dẫn tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền được hạnh phúc.
khu vực trên này thì trưng bày những cái hình ảnh từ các nhà báo chiến trường của các nước có mặt tại Việt Nam trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam, cũng như là đăng các bài báo, hình ảnh các bài báo trên thế giới đăng tải về cuộc chiến tranh. Đột nhiên việc cộng tấn công từ các vị trí phục kích trong cuộc rằm mà bằng cây, đầu tiên họ bắn vào những chiếc trực thăng Chinook, mọi người nấp tránh, vừa bắn trúng M16 họ tiến lên, hai người cứu thương chăm sóc những người bị thương. Chuyên gia Nam James Callahan, người ở Fishfield, bang Massachusetts, làm hô hấp nhân tạo. Chuyên gia 4 Mike Stout, người ở Sapula, Oklahoma, sau bóp tim cho người bị thương, cố làm cho nó đập trở lại, mọi cố gắng đều vô ích. Vài phút sau anh ta đã chết. Những người cứu thương phủ anh ta một tấm phông xô và quay sang những người bị thương khác. Cuộc chiến tiếp tục kéo dài thêm 3 tiếng đồng hồ nữa, cũng đột ngột như lúc đó bắt đầu, trận đánh dừng lại. Cộng đã rút lui, với Mỹ chết 31 và bị thương 115. Khe Sanh là một cái bẫy lớn nhất của cuộc chiến tranh. Quân đội nhân dân Việt Nam đã xuất hiện đe dọa căn cứ Khe Sanh, bao vây căn cứ với hàng ngàn binh lính và pháo kích liên tục, không hề có cố gắng tiến chiếm căn cứ tiểu quân lục chiến này. Mục đích của người Việt Nam là làm sao nhãn cầu chú ý của Westmoreland khỏi sự chuẩn bị của họ cho một điện biên phủ thực sự của cuộc chiến tranh của Mỹ. Cuộc tổng tiến công trên khắp đất nước với một cách bất ngờ trong dịp Tết Mậu Thân tháng 1 năm 1968. Điều này đã phá vỡ ý chí của chính quyền Johnson và công chúng Mỹ trong việc tiếp tục theo đuổi cuộc chiến, và việc này đã thành công. Đây là cũng là những cái hình ảnh của các người lính đã có những cái thương tích và hậu quả của chiến tranh để lại, cũng như là những người dân bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam, rất là đau lòng. Đây là hình ảnh đại tướng Võ Nguyên Giáp.